Xin chào quý vị, em đã quay trở lại rồi đây. Ngày hôm nay thì em đang có mặt tại đầu phố Đặng Tiến Đông giao với Tây Sơn để chuẩn bị giới thiệu tới quý vị một căn nhà đất xây mới rất thoáng và vuông vắn. Đây là một căn nhà thuộc phường Trung Liệt, quận Đống Đa và đang có một cái giá rất là hợp lý so với khu vực này. Từ nhà mà ra đến khách sạn Novotel số 2 Thái Hà khoảng 300m, ngay gần cái ngã tư Tây Sơn Thái Hà chùa Bộc. Ở đây thì tiện ích rất là nhiều Dân trí rất là tốt Vị trí nhà thì cách phố Đặng Tiến Đông khoảng 60 đến 70 m Cách bãi gửi xe ô tô khoảng 100 m Có rất nhiều ngõ có thể đi vào nhà Chúng ta sẽ cùng xem xét cụ thể căn nhà Với thông tin chi tiết như sau Ở đây thì có 3 căn Với 2 căn mặt ngoài Và một căn có ngõ đi riêng vào trong Diện tích sổ đỏ của nhà thì có dao động một chút Từ 32 đến đến 37,6 m2, làm tròn là 38 m2. Đất ở đô thị và diện tích sử dụng là sử dụng riêng. Thời hạn sử dụng là lâu dài. Hiện tại thì em Thiện đang lựa chọn căn đẹp nhất để quay và cũng là căn dọn dẹp sớm nhất nên chúng ta sẽ quan sát được cụ thể hơn. Với ba căn như thế này thì ai đến trước có thể làm việc và chọn căn đẹp hơn theo ý mình. Tất nhiên là mỗi căn nó cũng sẽ có cái hay riêng. Mặt tiền của hai căn ngoài là 4m1 và 4m2. Như vậy thì chiều ngang em đánh giá là được rồi. Căn em đang quay thì là căn lô góc nên mặt trước và mặt bên đều có mở cửa sổ thoáng. Trước và xung quanh nhà đều là khu dân cư lâu đời rồi chứ không có đồng ruộng hay khu đất hoang nào cả. Ngõ trước nhà thì xe ba bánh thương binh chở đồ có thể vào được. Ngõ thì cũng là tương đối thoáng đối với một căn nhà trong vùng lõi của Hà Thành như thế này. Em cũng xin cung cấp thêm là nhà có hướng thuộc đông tứ trạch cho bác nào cần. Còn nếu như em thì có nhà đẹp ở khu trung tâm như thế này, em cũng không quan trọng về hướng. Nói thêm một chút về pháp lý và thừa đất. Vì đây là sổ đỏ mới làm. Sổ đỏ tách riêng trước khi xây. Cho nên đã có sự tính toán sau trước khi tách thừa thì sẽ không bị móp méo hay là thóp hậu. Nên các bác có thể yên tâm ở đây là nhà đầu cuối thì vuông vắn, rất là đẹp. Pháp lý thì minh bạch, rõ ràng Xây dựng thì đủ giấy tờ và hợp pháp Có bản vẽ thiết kế thi công Kết cấu chắc chắn, điện nước đầy đủ Ngôi nhà hiện tại đang có giá chào bán là 3 tỷ 838 triệu đồng Giá có thương lượng Một con số cho chúng ta liên tưởng tới sự phát tài Tầng 1 thì gia chủ chú ý để vệ sinh nhỏ dưới chân cầu thang Cầu thang thì 3-4 bậc này cũng được bẻ lái đi một chút Để không bị quay thẳng ra cửa chính dưới chân cầu thang thì sẽ hoàn thiện thêm cái vách trang trí nữa. Quý vị để ý một chút là nền nhà vệ sinh của tầng 1 và vệ sinh của các tầng trên thì đều thấp hơn nền nhà. Như vậy thì cả về thiết kế, cả về phong thủy em thấy là ok rồi. Kết cấu thì vẫn là một tầng một phòng mà thôi. Vì mặt tiền rộng nên thiết kế như thế này là quá hợp lý rồi. Từ đó thì chúng ta suy ra công năng sử dụng của nhà sẽ là ba phòng ngủ rộng ở các tầng là 2 3 4. Tầng nào thì cũng có vệ sinh. Phòng thờ sân phơi thì ở tầng 5. Tầng 1 thì là bếp. Em xin nhắc lại một chút là nhà có giá là 3 tỷ 838 triệu đồng, giá còn có thương lượng. Nên nhớ là giá trên còn là con số chào bán thôi, chưa phải chốt cứng. Nên quý vị có thể đến xem và thương thảo. Anh chị nào muốn con số đẹp hơn và thấp hơn giá trên thì liên lạc em thiện nhé nhà mới và đang hoàn thiện chưa xong nhưng em cũng muốn cập nhật luôn thông tin để những quý vị theo dõi kênh của em không phải đợi lâu hoặc là không quá muộn đợi dọn dẹp sạch sẽ xong hết thì chắc gì đã còn căn nào mà quay vẫn biết là kết cấu một tầng một phòng rồi nhưng điểm chung của các phòng này là vệ sinh để ở phía ngoài các phòng ngủ thì đều lát sàn gỗ rất mới mỗi phòng thì đều có hai cửa sổ thoáng một cửa sổ mở ra mặt tiền chính và một cửa sổ mở ra mặt ngõ bên ở đây thì em đang quay cụ thể một phòng để quý vị dễ hình dung. Cả ba phòng thì đều giống phòng này. Trước nhà đều rất là thoáng. Ưu điểm hai mặt thoáng thì được chủ nhà tận dụng triệt để. Khi cầu thang cũng có cửa sổ lấy sáng. Trong phòng thì cũng có cửa sổ rộng để vừa đạt yếu tố thẩm mỹ lại vừa tốt cho sức khỏe. Diện tích tầng 1 là 32 m2, nhưng lên tầng 2 thì có đua ra khoảng 60 phân. Như vậy thì tính nhanh chúng ta cũng có diện tích sàn từ tầng 2 trở lên là khoảng 34-35 m2 rồi chúng ta trừ đi khoảng hơn 10m vuông là diện tích cầu thang và vệ sinh thì chúng ta cũng có diện tích phòng ngủ là khoảng 22 đến 24m vuông rồi như vậy thì sinh hoạt và kê đồ quá thoải mái rồi phải không ạ phòng ngủ thì rất là rộng quý vị có thể đến xem trực tiếp và kiểm chứng hơn nữa nó lại rất là vuông nhìn thôi đã thấy thích rồi ạ từng chi tiết của trần thạch cao cũng được làm sắc nét thiết bị vệ sinh thì đủ từng đường chat cũng rất là phẳng phiu Mấy quý vị xem cảm thấy sao chứ thực tế em xem thì em cảm thấy thế là ok lắm rồi Sau khi xem xong tầng 4 này thì chúng ta sẽ cùng lên tầng 5 Là phòng thờ, sân phơi và chỗ để máy giặt Nhà cũng được thiết kế sẵn đường chờ điện nước cho máy giặt Lối lên tung, có đường chờ internet, cáp quang Hệ thống dự trữ nước thì có bể ngầm ở tầng 1 Và có bơm tự động lên bồn inox ở tầng 5 năm ngón tay thì cũng có ngón dài ngón ngắn nhà cửa Đặc biệt là nhà đất Thì mỗi nhà một ưu nhược điểm Không có nhà nào là hoàn hảo cả Tuy vậy thì em Thiện sẽ cố gắng đem đến cho quý vị Những lựa chọn hợp lý nhất Cùng khoảng tiền và cùng khu vực Số em là 0962 802 792 Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị khi chúng ta xem nhà